Xin chào tất cả các con yêu đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Cho Bé diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ. Và hôm nay thì cô Hệ cũng lại tiếp tục với các con trong chuỗi hành trình Kể Chuyện Cho Bé trước giờ đi ngủ. Và cô Hệ xin chào và chúc cho tất cả các con sẽ có một buổi tối và nghe kể chuyện rất là thú vị và sẽ có một giấc ngủ ngon ngày hôm nay nhé. Cô Hệ sẽ kể cho các con câu chuyện đầu tiên. Và trước khi kể câu chuyện thì có một cái thông điệp rất là hay và cô Hệ muốn đọc cho các con, đó là một câu châm ngôn như này: tranh đấu với trái tim là rất khó, bởi vì mỗi ước nguyện đều phải trả giá bằng linh hồn. Và thông điệp đầu tiên đó là thông điệp mật mã mở cửa trái tim. Và bây giờ thì cô Hệ sẽ có một cái bài kể chuyện nho nhỏ cho các con như sau. Có hai tù nhân cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người nhìn thấy sự hoang vu và quạnh vắng, một người thì nhìn thấy ánh sao lấp lánh. Cùng nhìn từ một cửa sổ, tù nhân thứ nhất mang trong mình một nỗi bi quan, thất vọng, chỉ nhìn thấy những cảnh tượng không có một tí sức sống nào. Trong khi đó, tù nhân thứ hai thì lại rất tích cực, lạc quan, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của các vì sao. Cuối cùng, phạm nhân thứ nhất vì quá tuyệt vọng nên đã sớm kết liễu cuộc đời của chính mình. Còn phạm nhân thứ hai thì đã biết sám hối và thay đổi, cuối cùng đã được tự do. Điều gì đã khiến cho họ có kết cục khác nhau như vậy? Các con thân mến, vậy thì á, điều gì đã khiến cho họ có những kết cục khác nhau? Đó là một câu hỏi dành cho các con. Và để dẫn dắt cho cái tình huống này, để cho các con dễ hiểu hơn, thì cô Hệ sẽ dẫn dắt cho các con câu chuyện như sau nhé. Sau cuộc khủng hoảng tài chính đi qua, Thượng Đế nhìn thấy dưới trần gian có thêm rất nhiều ăn mày. Người quyết định đích thân đến trần gian để giúp đỡ cho họ. Người sai các thiên thần chuẩn bị ba vật bố thí là 100 đô la, một bộ com lê và một chậu bồ công anh Israel. Thượng Đế đã lựa 1.000 ăn mày để giúp đỡ. Có 900 ăn mày đã lựa chọn 100 đô la không một chút do dự nào rồi vui vẻ ra về. Thượng Đế nhìn họ rồi khẽ lắc đầu. Có 99 người sau khi suy nghĩ đã chọn bộ com lê. Thượng Đế nhìn họ rồi khẽ gật đầu. Chỉ có một người trẻ tuổi sau khi đã suy nghĩ một lúc liền ôm chậu bồ công anh, không ai muốn nhận về nhà. Nhưng người đã cầm 100 đô la trong tay kia cười nhạo anh là đồ ngốc. Nhưng anh không nói gì, ôm thật chặt chậu cây trên tay rồi lặng lẽ bỏ đi. Thượng Đế nhìn hình bóng của anh ta khuất dần, nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi quay trở về thiên đường, các thiên thần hỏi Thượng Đế: lần cứu trợ lần này của người có ý nghĩa gì không ạ? Thượng Đế trả lời: 10 năm sau, các ngươi cùng ta xuống trần gian một chuyến nhé. Lúc ấy sẽ biết được câu trả lời. Chẳng mấy chốc đã hết 10 năm, các thiên thần mang theo câu hỏi của mình cùng Thượng Đế xuống trần gian. Họ vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra những người nhận 100 đô la hôm ấy đến nay vẫn là ăn mày, tiếp tục lang thang và chờ đợi sự bố thí của người khác. Những người chọn bộ quần áo phần lớn đều trở thành công nhân hoặc nhân viên văn phòng, còn người trẻ tuổi lựa chọn bộ bồ công anh đã trở thành một tỷ phú. Chứng kiến kết quả kỳ lạ này, các thiên thần càng nóng lòng và muốn biết nguyên nhân. Thượng Đế mỉm cười và nói: các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Những người chọn 100 đô la khi nhận tiền trong lòng họ nghĩ đến sự hưởng thụ. Những người chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức thì vĩnh viễn có thể làm ăn mày mà thôi. Những người lựa chọn bộ quần áo khi nhận sự bố thí trong lòng cũng đã nghĩ đến sự thay đổi rồi. Họ cho rằng chỉ cần thay đổi bản thân, cho dù chỉ là sự thay đổi một chút hình thức thì đều có khả năng thay đổi của cuộc đời mình. Chính sự thay đổi đó đã biến họ từ ăn mày trở thành công nhân hoặc nhân viên văn phòng. Còn người trẻ tuổi lựa chọn chậu bồ công anh, khi cầm nó, anh ta đã nghĩ đến cơ hội. Loại bồ công anh ở sa mạc phía đông của địa Trung Hải này không giống với những loài thực vật khác. Nếu không có đủ nước thì chẳng mấy chốc những thực vật khác sẽ héo khô. Trong khi đó, bồ công anh chỉ là một trận mưa nhỏ thôi thì sẽ rất nhanh chóng ra hoa. Chỉ cần vài giọt nước, một trận mưa rất là nhỏ, lắc tắc thì chậu hoa ấy cũng sẽ nở thôi, thụ phấn và kết quả truyền giống trước khi nước bốc hơi.
Người Israel thường tặng nó cho những người nghèo có trí tuệ. Họ cho rằng trên thế giới này, người nghèo giống với những bông bồ công anh trong sa mạc. Họ có rất ít cơ hội phát triển bản thân, nhưng chỉ cần có phẩm chất giống như bồ công anh, khi cơ hội đến, biết nắm lấy cơ hội thì sẽ trở thành một con người kiệt xuất. Các con thân mến, thông qua câu chuyện này thì có lẽ rằng các con sẽ nhìn thấy đó. Và khi mà Thượng Đế đã xuống dưới trần gian chọn ra 1.000 người ăn mày, thì sẽ có tới một số rất là đông là cầm ở trong tay 100 đô la và rời đi. Nhưng mà trong số rất là ít đó, 99 người còn lại, thì họ lại chọn là cái bộ com lê, tức là cái áo vest các con, com lê vest tông. Và lúc đó thì họ nghĩ rằng là họ chỉ cần thay đổi cái diện mạo bên ngoài thôi, thì họ cũng đã có một cái sự thay đổi riêng của họ rồi. Nhưng mà các con biết đấy, có một chàng trai vô cùng tuyệt vời, đó là một con người rất là trẻ tuổi, họ đã ôm cái chậu bồ công anh. Thế thì lúc này Thượng Đế nhìn anh ta với cái khuôn mặt rất là hài lòng và nghĩ rằng anh này cũng sẽ thành công thôi. Và khi Thượng Đế trở về nhà thì lúc đó tất cả các thần linh ở trên trời mới hỏi rằng là vậy thì cái chuyến đi của Thượng Đế có đạt được kết quả ý nghĩa gì không? Thì Thượng Đế nói là hãy chờ ta 10 năm. Và khi mà 10 năm rất là nhanh đến thì các con thấy đấy, những người mà đã nhận 100 đô la thì trong đầu Thượng Đế nói rằng họ vẫn chỉ nghĩ tới sự hưởng thụ và cuối cùng họ vẫn trở thành một người ăn xin, tức là họ hưởng thụ xong 100 đô la đấy thì cuối cùng cuộc sống của họ vẫn trở về hiện tại. Còn những người mà đã thay đổi bằng cách đó là chọn bộ com lê vét tông thì trong đầu họ, họ cũng đã nghĩ rằng nếu như họ đi làm được ở môi trường khác thì chắc chắn họ cũng có một sự thay đổi nho nhỏ nào đấy và khá hơn so với những người hưởng thụ kia. Nhưng có một người rất là trẻ tuổi đã chọn cái chậu bông bồ công anh và sau này thì cậu đã trở thành một triệu phú rất là giàu có các con ạ. Và cái câu chuyện này đã nói cho các con biết rằng là nếu như cuộc sống của chúng ta mà cứ hưởng thụ, chỉ nghĩ những cái điều trước mắt thôi thì các con sẽ không thể nào trở thành những cái con người thành công hoặc giàu có sau này được. Chúng ta phải giống như là một cái anh chàng nọ, anh chàng đã chọn cái sự thay đổi của mình bằng cách là lấy cái chậu bông hoa bồ công anh. Và các con biết không, anh ta đã nghĩ đến cơ hội. Cái cơ hội mới là cái lúc mà làm cho con người ta có và sẵn sàng cho sự thay đổi. Loại bồ công anh ở sa mạc phía đông Địa Trung Hải thì rất giống với những loài thực vật khác. Nếu không có đủ nước thì chẳng mấy chốc những thực vật khác sẽ khô héo. Trong khi đó bồ công anh chỉ cần một trận mưa rất là nhỏ thôi thì nó sẽ ra hoa này, thụ phấn này, kết quả truyền giống được trước khi nước bốc hơi đấy. Và người Israel thường tặng nó cho những người nghèo có trí tuệ. Họ cho rằng trên thế giới này, người nghèo giống với những bông bồ công anh trong sa mạc. Họ có rất ít cơ hội phát triển bản thân, nhưng chỉ cần có phẩm chất giống như bồ công anh thôi, thì khi cơ hội đến, họ sẽ biết nắm bắt cơ hội và để trở thành những người kiệt xuất. Và các con thân mến, chính những cái thái độ, người ta gọi là thái độ hơn trình độ, cái thái độ của chúng ta sẽ quyết định đến tương lai của chúng ta. Cùng một sự việc, nhưng có người thì nhìn với góc độ rất là tiêu cực, nhưng mà có những người thì lại nhìn thành những cơ hội và họ sẽ biến những cơ hội đó để trở thành một cái kết quả của họ. Và trong câu chuyện này thì các con cũng nhìn thấy đấy, chính những cái sự khác biệt trong cái tư duy của mỗi người đã tạo ra những cái thành quả khác nhau. Và người thành công thì chỉ có rất là số ít thôi được lựa chọn. Và các con nhìn thấy rằng là trong 1.000 người thì mới có duy nhất một anh chàng trẻ tuổi như thế này đã chọn cái cơ hội cho cuộc đời của mình. Những người đã chọn 100 đô la thì chỉ dựa vào sự giúp đỡ trước mắt của người khác, chứ không hề chịu nỗ lực gì cả. Và trong cái câu chuyện này thì các con thấy họ vẫn tiếp tục là họ nhận sự bố thí của người khác và họ không chịu thay đổi. Họ luôn luôn nghĩ rằng là cuộc đời của họ thay đổi là nhờ ở bên ngoài và thậm chí là còn há miệng chờ sung và họ không bao giờ nỗ lực giống như anh chàng kia. Còn những người mà đã nhìn thấy cái bộ com lê vét tông á, thì họ cũng đã ý thức được rằng là họ chỉ cần khoác trên người bộ quần áo mới thôi, họ cũng có cái cơ hội để có thể chọn lựa ở một cái công việc khác trở nên tốt hơn. Thì cái điều đó cũng đã là rất tốt rồi các con ạ. Nhưng mà rõ ràng rằng là chúng ta cần phải hiểu rằng nó còn cần phải có những cái sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, giống như cái anh chàng mà đã chọn cái chậu hoa bồ công anh này. Còn người thanh niên kia thì họ đã lựa chọn bồ công anh thì không những họ đã ý thức họ phải thay đổi mà còn phải nắm bắt cơ hội nữa. Nên các con thân mến nhé, chúng ta phải chú ý rằng là
Không chỉ là chúng ta ý thức được việc thay đổi bản thân mà chúng ta còn phải bắt chước cơ hội trong cuộc sống. Đấy là thông điệp mà cô Hẹ muốn chia sẻ cho các con. Và bây giờ thì cô Hẹ sẽ kể cho các con một câu chuyện gợi mở thứ hai nữa nhé, để củng cố cho các con về cái thông điệp đầu tiên mà cô Hẹ đã nói. Câu chuyện thứ hai như sau. Danh họa nổi tiếng Da Vinci là người rất thân thiện. Các bạn nhỏ thì rất yêu quý ông. Vì thế, phòng làm việc của ông thường có rất nhiều trẻ con. Tiếng cười của bọn trẻ cũng đã cùng với ông hoàn thành từng bức tranh kiệt tác. Một lần, Da Vinci đã chuẩn bị vẽ một bức chân dung Chúa Giêsu. Trong đầu ông đã nghĩ ra khuôn mặt của Giêsu thần thánh, nghiêm trang. Ông vừa bắt đầu vẽ không lâu thì đột nhiên có một đứa trẻ đã không cẩn thận làm đổ màu của ông. Lọ màu ấy là do bạn ông đã vất vả mang từ nước ngoài về. Vì tiếc lọ màu, ông đã tức giận mắng cho đứa trẻ một trận. Cậu bé bị tức giận như thế và bị những lời khó chịu bực bội từ Da Vinci làm cho sợ hãi đến nỗi vừa khóc vừa chạy về nhà. Những đứa trẻ khác cũng sợ hãi bỏ về. Lúc ấy, Da Vinci cầm bút muốn tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt hiền từ của Chúa Giêsu mà ông đã nghĩ lúc ban đầu không còn xuất hiện ở trong đầu ông nữa. Cho dù ông cố gắng như thế nào thì cũng không thể vẽ ra được sự hiền từ của Chúa Giêsu. Tối hôm ấy, ông nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu ông hiện lên dáng vẻ hung dữ của mình khi mắng mỏ đứa bé, dáng vẻ khóc lóc của đứa bé bị mắng và sự sợ hãi của những đứa trẻ khác. Lúc gần sáng, đột nhiên ông đã nhận ra rằng một người thô bạo, tâm địa hẹp hòi như mình, ngay cả con cũng không thể tha thứ được. Trẻ con cũng vẫn so đo, tính toán thì làm sao có thể vẽ được Chúa Giêsu thần thánh đây? Ông biết mình phải thay đổi thái độ, phải xin lỗi cậu bé vì sự lỗ mãng của mình. Sáng ngày hôm sau, ông đến phòng làm việc, đợi rất lâu mà vẫn không thấy bạn nhỏ nào đến. Ông cảm thấy rất bất an, liền chạy ra đường để tìm chúng. Ông tìm khắp các ngõ ngách, cuối cùng tìm thấy cậu bé đã làm đổ màu của mình. Cậu bé vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy ông, muốn bỏ chạy. Da Vinci nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng càng cảm thấy có lỗi hơn. Ông vội vàng chạy lên ôm cậu bé vào lòng, chân thành xin lỗi. Ta xin lỗi cháu, ta không nên hung dữ như thế. Mong cháu hãy tha thứ cho ta nhé. Chúng ta cùng giảng hòa được không? Cậu bé đứng ngây ra đó, không dám tin Da Vinci lại xin lỗi mình. Cậu cũng cảm thấy có lỗi vì sự cẩu thả của mình. Cậu khẽ nói, dạ, cháu xin lỗi chú. Cháu đã không cẩn thận làm đổ đồ của chú. Da Vinci khẽ nói với cậu, chúng ta đều có lỗi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng sửa chữa được chứ? Chào mừng cháu và các bạn của cháu tiếp tục đến phòng làm việc của ta chơi được không? Cậu bé vui vẻ nhận lời ngay, ngoắc tay với Da Vinci. Sau đó, cậu bé tìm các bạn, vui vẻ quay về phòng làm việc của Da Vinci và chơi. Thật lạ là sau khi Da Vinci xin lỗi cậu bé, ngồi xuống suy nghĩ chân dung của Chúa Giêsu, thì khuôn mặt hiền từ, trang nghiêm vốn đã mất, giờ đã trở lại trong suy nghĩ của ông. Hơn nữa, dường như còn sinh động hơn rất nhiều. Lần này, Da Vinci đã hoàn thành bức tranh trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Kỹ thuật dù siêu phàm tới đâu thì cũng không thể thắng được sự kháng cự của nội tâm. Chỉ có dũng cảm thừa nhận và thay đổi thói quen xấu của mình thì mới có thể mở cánh cửa trái tim mình. Chẳng phải cuộc đời của chúng ta cũng giống cái diện mạo của chúng ta hay sao? Hãy coi sự thay đổi là thợ trang điểm của mình, làm phong phú cuộc sống của mình bằng lòng nhiệt tình, sục sôi, làm mờ những tì vết bằng thái độ tích cực để nụ cười tự tin hơn các bạn nhé. Đó là thông điệp về câu chuyện hôm nay về Da Vinci. Bao nhiêu trong số các con đã biết đến Leonardo Da Vinci? Thì các con hãy comment trên màn hình cho cô Hệ là số 1 nhé. Các con biết không, đây là một thiên tài ở trên thế giới và được gọi là thiên tài toàn năng. Tại sao lại gọi ông là thiên tài toàn năng? Bởi vì các con biết rằng bất kỳ một danh họa nào, hay là một nghệ sĩ nào, hay là một con người nào ở trên thế giới, thì họ thường là họ chỉ giỏi có một cái thôi. Tức là có những người chẳng hạn như Thomas Edison thì rất giỏi về nghiên cứu. Edison cũng thế, và Einstein cũng vậy. Và sau này thì chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều lần đến Newton đúng không nè? Hay là rất là nhiều những
Vĩ nhân trên thế giới thì thường là họ chỉ giỏi chuyên về một ngành nào đó, chẳng hạn như hóa học hay là vật lý, hay là Marie Curie, bà cũng là một trong những người mà cực kỳ nổi tiếng, nhưng bà cũng chỉ giỏi về một hoặc hai lĩnh vực thôi các con ạ. Nhưng mà riêng Leonardo da Vinci thì lại là một thiên tài toàn năng. Toàn năng ở đây có nghĩa là ông ấy giỏi rất là nhiều khía cạnh nào ông cũng giỏi, từ hội họa này, từ việc là ông ấy có thể vẽ được những cái bức tranh cực kỳ kiệt tác và để lại cho đời. Đó là bức tranh nàng Mô-sa. Rồi kể cả các bạn nào mà theo đạo Thiên Chúa ở trong nhà của mình ấy, thì các con sẽ nhìn thấy bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu. Đấy cũng là một bức tranh kiệt tác của ông ấy, và còn vô vàn những bức tranh khác. Ngoài ra thì ông lại còn có thể chế tạo ra những cỗ máy tự động có thể đi lại được, tự chạy được nữa cơ. Rồi ông ấy cũng là một nhà phẫu thuật cơ thể rất là giỏi, và ông ấy là một người vô cùng giỏi đa chức năng luôn. Thế nên người ta mới gọi là Leonardo da Vinci là thiên tài toàn năng. Nên là các con thân mến, ông là một con người vô cùng tài giỏi như vậy đấy. Các con có thể tìm hiểu thêm về Leonardo da Vinci nhé. Và trong câu chuyện này thì các con thấy đấy, ông ấy cũng đã từng nghĩ đến hình ảnh của Chúa Giê-xu, nhưng mà khi một cái đứa bé đã làm không may làm đổ bình mực, và ông đã cáu gắt khó chịu với cậu bé đó, và khi mà cậu ấy đã rất là buồn bực, cậu rất là sợ hãi cậu chạy mất, thì lúc đó cái hình ảnh của khuôn mặt của Chúa Giê-xu không thể nào hiền hòa được nổi lên ở trong đầu của ông ấy nữa. Và lúc này ông đã quyết định rằng ông ấy đã đi xin lỗi cho cậu bé nhỏ này. Và khi mà ông ấy làm hòa và xin lỗi cậu, thì các con biết điều gì xảy ra không? Thật là lạ, sau khi Da Vinci xin lỗi cậu bé, ngồi xuống suy nghĩ chân dung của Chúa Giê-xu, thì khuôn mặt hiền từ trang nghiêm vốn đã biến mất lại quay về trong suy nghĩ của ông. Hơn nữa, dường như còn sinh động hơn, và lần này thì Leonardo Da Vinci đã hoàn toàn chinh phục được cái bức tranh trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Và kỹ thuật dù có siêu phàm tới đâu thì cũng không thể thắng được sự kháng cự của nội tâm, chỉ có dũng cảm thừa nhận và thay đổi thói quen xấu của mình thì mới có thể mở cánh cửa trái tim mình. Chẳng phải cuộc đời của chúng ta cũng giống với những diện mạo của chúng ta hay sao? Hãy coi sự thay đổi là thợ trang điểm của mình, làm phong phú cuộc sống của mình bằng lòng nhiệt tình sục sôi, làm mờ những vết tì trong thái độ của mình bằng những thái độ tích cực, để có một nụ cười tự tin hơn, và chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn đấy nhé. Và bây giờ thì cô Hệ sẽ chia sẻ cho các con về phép thuật để xua tan nỗi buồn nhé. Gần đây, Phương cảm thấy rất buồn vì cái chết của chú chó mà mình yêu quý nhất. Ngày nào cô bé cũng nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn chiếc chuồng chó trống rỗng mà không kìm được nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bố của Phương bèn đưa cô đến một bệ cửa sổ khác để cô ngắm hoa cỏ cối, ngắm hoa cây cỏ và nghe tiếng chim hót. Nỗi buồn của Phương đã nhanh chóng tiêu tan đi. Cô bé đã tươi cười và rạng rỡ. Bố nâng cằm Phương và nói: "Con yêu, con mở nhầm cửa sổ. Cửa sổ bên này có phong cảnh đẹp như vậy, sao con không để ý nhỉ?" Sự đau buồn không chỉ khiến tâm trạng của chúng ta trở nên tồi tệ, mà còn khiến chúng ta mất đi rất nhiều điều tươi đẹp. Làm thế nào để có thể xua đi nỗi buồn đây? Các con thân mến, các con có thể chuẩn bị một cái bảng khen thưởng, treo một cái thông báo ở trong nhà nhỏ nhé, và có thể dán lên những cái giá trị của bản thân mình ở trong cái bức tường đó, hoặc là trên cái bảng đó. Chẳng hạn như là các con hãy tìm ra xem là mình có những cái điểm tích cực gì, chẳng hạn như là hôm nay con đã hoàn thành ở môn học này rất tốt, hay là hôm nay con đã được cô khen rất là chăm chỉ, hay hôm nay con đã làm được những công việc nhà như thế nào. Con hãy liên tục dán cho cô Hệ những cái hình ảnh đó, hoặc là những bức tranh đó các con có thể vẽ lên để các con cắt nhỏ ra, sau đó các con dán lên trên cái tường của mình nhé. Thì lúc đó các con sẽ cảm giác thấy là liên tục các con nhìn thấy những hình ảnh mà các con đã làm rất tốt, thì tự nhiên tâm trạng của các con sẽ cảm giác như vui vẻ, tích cực và yêu bản thân mình hơn đấy. Và mỗi ngày thì cô hãy tin chắc rằng các con đều có những niềm vui, cũng có những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời, thì các con cũng hoàn toàn có thể vẽ lại hoặc ghi lại những khoảnh khắc đó vào những tờ giấy sticker nho nhỏ, sau đó thì các con dán lên trên cái bảng đó, thì các con sẽ liên tục đưa tâm trạng, đưa cái ánh mắt của mình nhìn vào cái bức tranh đó, thì nó sẽ giúp cho các con lấy lại được năng lượng rất là nhanh để các con chọn một cuộc đời sống tích cực nhé. Các con không nên tập trung vào những điều tiêu cực.
Hoặc là các con thân mến, nhiều khi là các con cũng hãy dành những cái thời gian 15 phút mỗi ngày hoặc là 30 phút để các con hãy chọn những công việc nào mà các con rất là yêu thích. Điều đó cũng là một trong những cách để giúp cho các con xua tan đi những nỗi buồn. Khi mà các con được làm những công việc mình thích như thế thì các con sẽ vô cùng cảm giác hay là hứng khởi đấy. Và có thể tin chắc rằng là tất cả những các con sẽ luôn luôn nhìn thấy được những cái điều vui, những niềm vui, những sự tích cực ở trong cuộc sống này. Cô Hệ chúc cho các con sẽ luôn luôn là những em bé vô cùng lạc quan, tích cực các con nhé. Luôn nhớ cho cô Hệ đó là thái độ thì hơn trình độ, thái độ thì quan trọng hơn, nên là thái độ của các con nó sẽ quyết định cuộc sống của các con đấy. Bây giờ cô Hệ sẽ tiếp tục kể cho các con nghe một thông điệp ngày hôm nay như sau. Thông điệp mà cô Hệ muốn gửi đến cho con đầu tiên đó là than phiền không bằng thay đổi. Và có một câu danh ngôn rất hay như thế này: phần lớn mọi người đều muốn thay đổi thế giới này, chứ ít người muốn thay đổi bản thân. Trời gần tối, ông lão đánh cá vội vàng về nhà. Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Ông lớn tiếng gọi: tránh ra, mau tránh ra, sắp đâm vào tôi rồi. Lúc ấy ông lão đánh cá mới luống cuống điều khiển chiếc thuyền của mình, nhưng đã muộn, hai chiếc thuyền đâm sâu vào nhau. Bấy giờ ông mới nhận ra đó là một chiếc thuyền không. Tiếng kêu của ông không có tác dụng gì cả. Than phiền không thể thay đổi người khác, chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta không thể thay đổi người khác, hãy thử thay đổi chính mình. Đó chính là thông điệp thứ hai rất là lớn trong buổi chia sẻ hôm nay. Cô Hệ sẽ đồng hành cùng với các con. Và bây giờ thì cô Hệ sẽ có những câu chuyện nho nhỏ để dẫn dắt cho cái thông điệp này các con nhé. Câu chuyện dẫn dắt đầu tiên: một người khách đã xuống máy bay trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Ông ta gọi chiếc taxi bên ngoài sân bay. Vừa ngồi trong xe, không gian thoải mái khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Sàn xe trải một tấm thảm da mềm mại, hai bên tấm thảm trong trang trí cùng những bông hoa rất đẹp. Trên cửa kính có treo những bức tranh nổi tiếng được phục chế lại. Hơn nữa, xe thì lại rất sạch sẽ. Anh ta không ngừng khen ngợi: đây là lần đầu tiên tôi đi chiếc xe taxi đẹp và dễ chịu như thế này đấy. Cảm ơn lời khen của ngài. Người lái xe mỉm cười và thân thiện: sao anh lại nghĩ ra ý tưởng đặc biệt thế? Trang trí chiếc xe rất là tinh xảo thế này. Người khách hỏi: thực ra chiếc xe này không phải là của tôi. Lái xe mỉm cười đáp lại: đây là xe của công ty. Rất nhiều năm trước, tôi vốn là nhân viên vệ sinh của công ty. Hồi ấy, chiếc xe taxi sau khi quay trở về công ty đều giống một chiếc xe chở rác. Trên xe lúc nào cũng có tàn thuốc lá và rác của hành khách. Thậm chí chỗ ngồi hay tay cầm đều có vỏ lạc kẹo cao su. Các nhân viên vệ sinh lúc nào cũng than phiền tài xế không nhắc nhở hành khách giữ vệ sinh trong xe. Việc dọn dẹp đống rác ấy khiến cho chúng tôi vô cùng vất vả. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu có thể có một chiếc xe mà hành khách chủ động giữ vệ sinh thì tốt biết bao nhiêu. Vừa có thể giúp hành khách cảm thấy thoải mái, dễ chịu, lại vừa khiến công việc của các nhân viên vệ sinh nhẹ nhàng hơn một chút. Tài xế xe đã rẽ sang đường nối tiếp. Sau khi lấy được giấy phép taxi, tôi đã từng nghĩ đến việc treo một tấm biển: xin hãy giữ vệ sinh trong xe. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, phần lớn mọi người sẽ không để ý đến những tấm biển như thế. Thế nên tôi đã làm theo suy nghĩ của mình, trang trí chiếc xe thật đẹp đấy. Sau khi hành khách xuống xe, tôi đều dọn dẹp sạch sẽ cho vị khách tiếp theo. Vì thế, chiếc xe của tôi quay về công ty đều dính một chút, không dính một chút bụi nào. Điều khiến tôi rất ngạc nhiên là từ lúc lái xe đến bây giờ, hành khách không bao giờ để lại một mẩu thuốc nào, cũng không có những thứ rác rưởi đáng ghét như là vỏ lạc hay que kem. Tôi nghĩ ai cũng thích thưởng thức cái đẹp, hơn nữa không muốn phá hoại nó. Giống như chiếc xe của tôi, chỉ một chút rác trên xe cũng khiến người ta cảm thấy rất là chướng mắt. Vì thế, các hành khách đều tự giác hơn. Nếu thành phố trồng thêm nhiều cây cối, hoa cỏ, trang trí các tòa nhà đẹp hơn nữa, thì tôi tin rằng nhất định sẽ có nhiều người tự giác vứt rác vào thùng. Được rồi, đến chỗ ngài muốn rồi, xin ngài cẩn thận nhé. Được được, tôi cảm thấy rất vui, cảm ơn anh nhé. Tài xế lịch sự gật đầu, mỉm cười lái xe. Thì ra, người khách này là nhân viên của công ty sở quy hoạch thành phố. Về sau, anh ta đã đưa những ý kiến của người lái xe vào phương án của mình và nó đã được phê duyệt.
không lâu sau, thành phố nhỏ ấy đã trở thành một phố văn hóa của cả nước. Các con thân mến, thay đổi người khác thì vô cùng khó đúng không? Nhưng thay đổi chính mình thì rất là dễ dàng. Thay vì oán trách người khác, thì các con hãy tập trung vào bản thân mình, tôn trọng những gì mà mình đang có và sau đó thì thay đổi thôi. Và nếu như chúng ta thực sự thay đổi thì người khác cũng sẽ nhận được đúng không nào? Cũng giống như anh mà lái xe ngày hôm nay, khi mà rất là nhiều người cứ đi lên trên xe thì bỏ rác vào trong xe, thậm chí là làm dơ xe taxi nữa, thì anh ấy đã nghĩ ra một cái cách là trang trí chiếc xe thật là đẹp. Khi mà trang trí chiếc xe thật là đẹp như vậy thì những người ngồi ở trên xe của anh ấy sẽ luôn giữ gìn và giữ gìn, thì xe sẽ luôn đẹp và anh ấy cũng sẽ đỡ vất vả hơn trong cái việc dọn dẹp. Vậy thì chúng ta cần phải dựa vào những cái năng lực của bản thân nhé, và chính thức bản thân mình thay đổi trước, có những suy nghĩ thay đổi và sau đó thì hành động thay đổi, thì tự nhiên những người xung quanh và thế giới xung quanh sẽ thay đổi theo. Và đấy là cái thông điệp mà ngày hôm nay các con cần phải hiểu về cái việc đó, là chúng ta cần phải thay đổi chính mình trước khi thay đổi thế giới. Và khi mà chúng ta thay đổi được chính mình như vậy thì tự nhiên thế giới sẽ thay đổi theo đấy. Các con thấy tuyệt vời không nào? Và bây giờ thì cô Hệ sẽ kể cho các con nghe câu chuyện gợi mở nữa nhé, thông qua cái thông điệp là thay đổi mình trước khi thay đổi thế giới. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một ông vua trị vì quốc gia vô cùng giàu có. Một lần, ông ta đến thị sát dân tình ở một nơi cách hoàng cung rất xa. Từ trước tới giờ, nhà vua chưa bao giờ đi quãng đường xa như thế. Hơn nữa, đường gập ghềnh không bằng phẳng, khiến ông ta bị ngã liên tục. Sau khi về hoàng cung, ông ta không ngừng kêu đau chân, lòng bàn chân sưng phồng lên. Thế là nhà vua quyết định ra lệnh cho người dân trên khắp nước phải dùng xe trâu bò trải lên từng con đường mà ông ta đã đi qua. Rõ ràng là điều này không chỉ tốn rất nhiều tiền bạc mà trâu bò trong nước cũng vì thế mà bị giết thịt. Các đại thần biết rất rõ quyết định này của nhà vua sẽ hao tài tốn của, nhưng đều không dám lên tiếng. Chỉ có hoàng tử dám nói: "Thưa cha, cha quá ích kỷ, như thế thì phải giết thịt bao nhiêu con trâu bò, chúng thật đáng thương." Nhà vua nghĩ rằng hoàng tử quá trẻ nên chỉ nghĩ đến những con vật hèn kém, nhưng cũng chính vì câu nói ấy của hoàng tử mà nhà vua đã cảm thấy bất an. Đây không chỉ là vấn đề trâu bò mà còn rất tốn nhiều nhân lực và tiền bạc nữa. Sự phồn vinh, giàu mạnh của đất nước đều là công lao của nhân dân, nhưng vì mình mà lại tốn rất nhiều công sức và sức lực như vậy, liệu có phải quá ích kỷ không? Nếu dùng quyền lực yêu cầu họ thỏa mãn nhu cầu của mình thì sau này sao có thể yêu cầu mọi người phục tùng mình đây? Mình không nên chỉ biết than phiền mà nên nghĩ ra cách giải quyết mới được. Vì thế, nhà vua đã bãi bỏ lệnh này, và ngày nào ông cũng ở trong cung nghĩ cách làm sao để khắc phục mà không hao tốn sức người. Một buổi chiều thì các hoàng tử đang chơi mịt mắt bắt dê trong ở vườn hoa. Hoàng tử bị mịt mắt, khó khăn lắm mới bắt được dê. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu quốc vương. Đúng, bịt mắt thì sẽ không nhìn thấy người khác. Vậy thì chi bằng cách cắt hai miếng da bò bỏ vào chân, như thế sẽ không sợ đường gập ghềnh nữa. Chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Nhà vua lập tức ra lệnh cho các đại thần thiết kế cho mình một đôi giày da thật đẹp. Quả nhiên, đôi giày này đã giúp nhà vua đi lại dễ dàng hơn. Từ đó, ông có thể đi khắp nơi thị sát dân tình. Câu chuyện "thay đường không bằng thay giày" này đã trở thành câu nói được ca tụng một thời. Cũng vì đó mà giày da ra đời, dần dần trở thành một mốt thịnh hành. Nhà vua thường nói đùa với các vị thần, xem ra có lúc phải thay đổi bản thân mình, nếu không thì làm sao có được đôi giày tốt như thế nhỉ? Các con thân mến, rõ ràng rằng là khi mà có rất là nhiều sự bất đồng ở trong cung điện của nhà vua thì chúng ta khoan khoan hãy nghĩ tới cái việc là yêu cầu họ thay đổi, và việc đầu tiên chúng ta cần phải quay vào bên trong để thay đổi chính mình. Và mọi người thay đổi tâm lý, thái độ thì lời nói cũng sẽ thay đổi theo. Như thế có thể xua đi những cái mâu thuẫn ở trong cuộc sống của chúng ta đấy. Và thông qua câu chuyện này thì rõ ràng thay vì vua yêu cầu tất cả dân, tất cả người dân đều phải trải cái da bò ở xuống dưới lòng lề đường cho vua đi, thì điều đó sẽ gây ra một sự tốn kém rất là lớn, và cuối cùng thì vua đã quyết định thay đổi chính bản thân mình, đó là lấy cái da bò da trâu đó để mà làm cái
làm thành một đôi giày đi, thì lúc đó đi đến đâu cũng cảm giác thấy êm ái và không tốn kém rất là nhiều những cái con vật hoặc là những con vật khác bị giết hại ở trong đất nước của ông ấy nữa. Và câu chuyện này củng cố cho các con biết đó là chúng ta tập trung vào thay đổi chính mình hơn là cái việc thay đổi người khác, và cái việc thay đổi chính mình thì sẽ giúp cho cả thế giới được lợi. Thế các con yêu ạ, các con thân mến, như vậy là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã khép lại rồi. Cô Hệ thì rất là biết ơn tất cả các con đã theo dõi chương trình nhé. Ngày hôm nay thì cô Hệ chúc cho tất cả các con yêu sẽ có một đêm vô cùng ngon giấc, và hẹn gặp lại các con vào chương trình Kể Chuyện Cho Bé vào tối tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Cô Hệ rất là yêu thương tất cả các bạn, và cô Hệ cũng rất là biết ơn tất cả những em bé đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Cho Bé. Vì số lượng các con theo dõi rất là đông nên là cô Hệ không thể gọi tên từng em bé được. Cô Hệ cũng chúc cho tất cả các con, những em bé đang theo dõi chương trình này trực tiếp hoặc là theo dõi sau, thì sẽ luôn luôn có một cái giấc ngủ rất là ngon, và các con sẽ nhận được rất là nhiều những thông điệp từ cuốn sách. Cô Hệ rất là yêu các con và gửi lời chúc mừng ngủ ngon đến cho tất cả các con nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các con vào chương trình tiếp theo. Good night.